Câu hỏi tiếp theo, tôi có thể uống Wellnesspack hoặc viên vitamin tổng hợp và khoáng chất trong thời gian mang thai không? Câu trả lời là phần lớn phụ nữ được khuyến khích nên dùng bổ sung thêm các dưỡng chất, đặc biệt là acid folic, sắt và omega 3 trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Mặc dù khuyến cáo nên bổ sung viên vitamin và tổng hợp cũng như omega 3, nhưng thực tế bột tảo và việt quất chưa bao giờ được kiểm nghiệm lâm sàng trên thai phụ. Vì vậy, mặc dù chúng an toàn khi sử dụng, chúng tôi khuyến cáo nên tư vấn bác sĩ trước khi sử dụng nếu bạn đang mang thai. Zen hay survive, 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 Zen hay survive,